Xin chào mọi người, mình là Thùy Dương. Hôm nay mình rất là vui khi được ở đây giao lưu và chia sẻ với mọi người. Dạ, em chào chị Thùy Dương. Hello em. Dạ, chị ơi, dạo gần đây em lướt Facebook á, đi đến đâu em cũng thấy cái bánh bao Michelin của chị hết trơn luôn. Thì em cũng thử cái bánh bao đó rồi, ngon thiệt sự nha chị. Cảm ơn em. Không biết là cái sự nghiệp bánh bao của chị dạo này như thế nào rồi ha? Cái sự nghiệp bánh bao nó đến với chị khá là tự nhiên. Chị không định bán bánh bao đâu, mà là chỉ là chị chia sẻ với mọi người là chị có cái gì ăn ngon thì tự nhiên mọi người cứ muốn mua thì chị gọi là mua hộ thôi, chứ chị cũng không định bán bánh bao. Nghề nghiệp chính của chị thì là về thẩm mỹ và mỹ phẩm. Vậy không biết là vô tình hay cố ý mà bà chủ tiệm bánh bao cũng có da trắng nõn nà như vậy hả chị? Cảm ơn em nhé. Thật ra da của chị thì vốn không phải là đen, nhưng mà chị rất là thích đi biển. Chị thường xuyên đi biển một tháng 2-3 lần cũng được để chụp những cái tấm ảnh đẹp và có một chút sexy, cho nên là chụp ảnh ngoài nắng ấy thì là sẽ mang lại những cái tấm ảnh đẹp nhất. Tất nhiên là khi như thế thì da chị nó sẽ đen đi rất là nhiều, cho nên là cái việc dưỡng da nó không hề đơn giản. Nhưng mà hiện tại thì em thấy là cái làn da của chị đang rất là tươi tắn và trắng nữa, nên là không biết là chị đã dưỡng da bằng cách nào cho đến bây giờ vậy chị? Thật ra cái con đường mà mình dưỡng da để được như bây giờ ấy thì nó cũng khá là gian nan. Mình là người biết chăm sóc da, dưỡng da từ khi mà 20 tuổi, tức là cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Lúc đấy ấy, thì cũng có rất là nhiều phương pháp làm trắng da nhưng mà nó không được an toàn như bây giờ, như là bôi kem trộn này, rồi tắm trắng lột da này, rồi hấp trắng này, đấy có rất là nhiều thứ. Nhưng mà mỗi thứ thì mình cũng chỉ thử một lần thôi, vì mình cũng là người có hiểu biết và mình cũng sau đó thì mình cũng đã thử sang các loại dưỡng da khác từ các thương hiệu nổi tiếng, các loại sản phẩm. Nhưng mà mình thấy cũng không hài lòng, tại vì nó mang lại kết quả khá là chậm. Đấy, ngoài ra thì nó chỉ làm gọi là da mềm hơn, mịn hơn thôi, chứ còn cái hiệu quả trắng thì gần như là không có. Cho đến giờ thì mình cũng gần như là bỏ cuộc rồi. Thời gian gần đây thì mình bắt đầu mới thấy chị Ngọc Trinh ấy có chia sẻ review về một loại thuốc uống trắng da và bảo vệ da là mờ thâm nám. Thì chị review rất là tâm đắc, rất là chi tiết về cái sản phẩm này. Thế là mình cũng tò mò, mình có vào fanpage và xem sản phẩm. Có rất là nhiều các bạn hot girl cũng sử dụng sản phẩm này, nên mình cũng cảm thấy rất là yên tâm và mình tìm hiểu kỹ hơn. Và mình quyết định đã mua sản phẩm này về để sử dụng và mình thấy rất là hài lòng. Vậy là chị đã trải qua rất là nhiều cái những quá trình để làm trắng da đúng không chị? Theo như em thấy hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều những cái phương pháp làm trắng da. Ngoài ra còn có những cái mỹ phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ nữa. Nhưng mà chị em phụ nữ mình thì ít ai có thể nắm được những cái thông tin cụ thể về sản phẩm, nên để tránh khỏi những cái sản phẩm đó, thành ra là để lại những hậu quả rất là khó lường đúng không chị? Đúng rồi. Có rất là nhiều trường hợp các bạn nữ phải đi bệnh viện da liễu để chữa da sau khi dùng những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Dạ. Những cái sản phẩm như là kem trộn nó rất là nhiều trên thị trường, nó rất là rẻ. Gọi là rẻ thôi nhưng mà không hề rẻ đâu nha. Cũng tầm từ rẻ nhất cũng phải từ 500 rồi đến 1 triệu, 2 triệu cũng có. Nhưng mà không hiểu sao các bạn vẫn tin vào những lời quảng cáo nào là trắng bật tông sau một tuần hay là một đêm này kia. Yeah. Thì chị khuyên, mình khuyên mọi người là không nên tin vào những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như thế. Dạ rồi, hồi nãy em có nghe chị nói chị nhắc đến sản phẩm viên uống trắng da gì của chị Ngọc Trinh đó. Thì không biết là chị có thể chia sẻ và cho mọi người thấy được cái sản phẩm đó được không ạ? Tất nhiên rồi, cái sản phẩm đấy lúc nào chị cũng mang theo bên mình. Nó có cái hộp chiết da ấy. Dạ. Rất là tiện lợi. Đây nè. Nó là một hộp lớn. Mỗi lần đi đâu ấy hay là đi du lịch ấy, chị đều cho ra hộp nhỏ như này để mang theo. Rất là tiện. Chị có sẵn hộp lớn đây không chị? Chị có đây. Đây là hộp lớn của nó. Đây chính là sản phẩm viên uống trắng da Diamond White mà gần đây Dương sử dụng. Sau khi mà nhìn thấy chị Ngọc Trinh review thì mình đã đặt mua lọ này, nhưng mà sau tận 3-4 tuần mình mới nhận được. Chắc là uống hết lọ này thì lần sau mình sẽ mua 3-4 lọ một lần luôn. Tại vì mua rất là khó, sản phẩm này có vẻ như là rất là hot, lúc nào cũng hết hàng. Mọi người thấy đấy, bao bì của nó rất là chắc chắn và đẹp, trông giống như một viên kim cương đỏ vậy. Mà giá của nó thì cũng không đắt nhưng mà cũng không rẻ. Bao nhiêu vậy chị? Giá là 1.380.000 em ạ. Là cho một lọ như thế này đúng không chị? Là cho một lọ như thế này thì mình có thể uống được một tháng. Nghe thì nó có vẻ cao nhưng mà thật ra đối với những công dụng mà nó mang lại thì lại không hề cao chút nào. Nó vừa làm trắng da này, vừa làm mịn da này, vừa mờ vết thâm nám này, lại còn chống nắng, chống tia UVA, UVB. Một lọ kem chống nắng hay là một lọ thuốc chống nắng cũng đã có giá tương tự như vậy rồi. Đây lại còn thêm tất cả các yếu tố khác nữa thì không có lý do nào mà mình không mua cả.
Vậy chị Dương cho em hỏi là chị cảm thấy như thế nào về sự an toàn của sản phẩm Diamond White này vậy chị? Chị rất là yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này. Tại vì ngay khi mở hộp ra là chị đã nhận được một phiếu cam kết của bên nhãn hàng là cam kết 100 triệu đồng nếu như mà phát hiện có chất cấm hay chất độc hại ở trong cái sản phẩm này. Đây là một cái điều cam kết mà rất là ít nhãn hàng nào có thể làm được. Ngoài ra ở trên hộp sản phẩm cũng có ghi rõ tất cả các thành phần, công dụng này và thông tin của nhà sản xuất ở ngay trên vỏ lọ rồi, cho nên là không có gì là không an tâm ở đây cả. Thật sự là rất tuyệt vời đúng không chị? Nghe chị nói nãy giờ mà bản thân em cũng muốn được mua sản phẩm Diamond White này dùng luôn đó chị. Ôi, chị không phải PR sản phẩm đâu nhá. Chị là một người rất là khó tính trong việc lựa chọn sản phẩm cho bản thân mình để dùng. Thì khi mà mình đã lựa chọn sản phẩm gì rồi thì mình nghĩ là sản phẩm mới đủ tin tưởng để giới thiệu cho mọi người. Cũng giống như mình ăn một món gì ngon thì mình cũng giới thiệu cho mọi người thôi. Mà nhất là con gái ấy, thì cái việc nhất dáng nhì da, rồi da trắng da đẹp. Khi mà da trắng rồi thì mặc cái gì cũng đẹp. Mọi người nhớ nhá, đối với sản phẩm này mình chỉ cần mỗi ngày uống 2 viên thôi là có một làn da trắng, khỏe, không nám và không bị ăn nắng.